những nỗ lực cuối cùng, những cố gắng cuối cùng của đội em Trọng. Hay quá, còn 4 cái. Ráng lên, còn 3 cái. Hay quá. Hay quá Sơn Thạch. Bước lên một bước luôn. Cái cuối cùng. Nhanh lên, cái cuối cùng. Ráng đi. À, ráng. À. Quỳ tay luôn. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, như vậy là từ nãy giờ là cuộc chơi đang căng thẳng hồi hộp, và đến thử thách này còn căng thẳng hồi hộp nhiều hơn nữa. Bởi vì đây là thử thách quyết định xem đội nào sẽ được bước vào vòng trong để rút logo của chương trình. Đó là động lực để cả ba đội chơi, đặc biệt là Nghi nè, Trọng nè, Trường, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì cuộc sống bao giờ cũng khó khăn hết các con. Mà nếu chúng ta không cố gắng á, thì chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Cứ như vậy các con nha. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ đúng ạ. Bây giờ đây là cái thử thách quan trọng, thành ra là mình phải bốc thăm thôi. Đây có 3 số, số 1, số 2, số 3. Bây giờ tụi con muốn là số 1 thi trước hay là số 3 thi trước? Muốn dạ, số 1 thi trước. Số 1 thi trước, con muốn số mấy? Số 1 thi trước. Số mấy thi trước Trường? 1. Số 1 thi trước, rồi, ba đứa ra đây. Bốc thăm cho nó công bằng nha. Bởi vì cái giá trị giải thưởng rất là cao. Con số gì ra cơ? Mấy ra gì ra cơ? Ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra. Ưu tiên gái bốc trước. Lựa đi con. Nghi. Số 1. Số 1. Nó được ưu tiên thiệt, số 1. Rồi còn hai đứa. Áp lực lắm đó, áp lực thời gian của đội số 1 lắm. Số 3 thi cuối cùng. Trường số 2 thi thứ hai, nghĩa là gia đình Nghi sẽ là thi đầu tiên. Có thể chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mình có sự nỗ lực con. Thấy không? Không sao hết. Không sao các em. Còn đây. Yeah. Còn anh chị đây. Yeah. 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 Yeah luôn. Yeah luôn. Yeah. Yeah luôn. Rồi, bây giờ hai đội kia trở về cổ vũ. Đội của Nghi ở lại. Trò chơi như sau: ST, Vân Trang, tình nguyện viên và Nghi phải vượt qua chướng ngại vật này. Bước qua, bước qua, bước qua. Chúng ta lấy cái phi tiêu này, giật cái phi tiêu, chui qua các vòng tròn đây. Chúng ta phóng phi tiêu, bể bong bóng là xong. Nếu như mà đội nào có thời gian thấp nhất, nhanh nhất, thì đội đó có cơ hội bước vào vòng đặc biệt. Các bạn rõ chưa? Dạ. Bước vào vị trí, sẵn sàng. Chuẩn bị. Nào, coi đồng hồ đi Nghi. ST. Dạ không 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 không. Rồi chuẩn bị. Hồi hộp của quý vị, đội nào có thời gian thấp nhất đây. 3. Chưa. 2. 1. Bắt đầu. Ủa, đúng rồi, là mình có đi luôn không? Đi luôn, đi liên tục luôn. Quá luôn, quá luôn, liên đi tục liên luôn. Tục luôn. Đúng rồi. Trời gì? Liên tục. Liên tục chưa qua chướng ngại vật. Chú qua đây. Phóng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Xong bể cho vậy. Cái vòng gì vậy? Cái vòng. Vô. Một cái rồi. Cố gắng. Vô. Hai cái rồi. Nhanh lên. Tôi giảm cho một cái luôn. Ba cái thôi. Nhanh lên. Vô. Hay quá anh Ti. Mạnh lên. Không được rồi. Đó. Hay quá Văn Trang. Mình lụm dây, lụm dây mới lên. Lụm dây lên, lụm dây hết luôn. Rồi, không tiếp đi. Chạy đi, kệ nó vậy nè, đi. Nè. Ráng lên. Còn hai cái nữa. Còn cái nữa. Yeah. 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 Chúc mừng. Như vậy là gia đình của em Nghi đã hoàn thành được tất cả bong bóng rồi quý vị. Bây giờ đồng hồ đã dừng lại. Tôi sẽ công bố kết quả sau. Bây giờ xin mời gia đình tiếp theo. Gia đình em Ghi đã vượt qua thử thách. Rồi bây giờ đến gia đình của em Trương. Cố gắng lên nha. Mình xem đồng hồ. Số mấy? Số 0. Số 00. Rồi chuẩn bị. Vẫn khoảng cách như thế. Quan trọng là thời gian của đội nào thấp nhất. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển đi. Nhanh lên.
lên, đúng rồi, vượt qua chướng ngại vật, cố gắng lên, đây là sự nỗ lực cố gắng của từng gia đình. Phóng phi tiêu, phóng mạnh lên, phóng làm sao trúng vào bóng mới được, không được rồi, ráng lên chút xíu đi. Thôi ơi, hai cái luôn, hay quá sơn thạch, nhanh lên, ráng lên, ráng chút xíu lên, đừng có vượt mức nha, vượt mức mình bị cộng thêm thời gian đó. Hay quá Vân Trang. Chà, đội này hơi lâu chút xíu. Hay quá, cố lên. Hay quá, có luôn. Y hay quá, hai cái luôn. Trời ơi, quá hay luôn. Đội nào sẽ là thời gian thấp nhất? Chúng ta còn ba cái bong bóng, từ từ nhé, từ từ. Còn hai cái nữa, từ từ. Đó, quá hay quá, cái đó là khó nhất đó. Chúc mừng. Như vậy là đội thứ hai cũng đã bể hết bong bóng rồi. Chúc mừng. Thưa quý vị, theo ban tổ chức thì đội chúng ta phạm nguy hai lần đã vượt mức ha. Chút xíu đội chúng ta sẽ bị cộng thêm thời gian. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho gia đình cuối cùng. Chúng ta vừa chứng kiến một cái thử thách mà cả ba đội cùng thi đấu quý vị. Cả ba đội cùng cố gắng đạt được mục tiêu của mình để có thể chiến thắng chính bản thân của mình, có thể bước đến vòng đặc biệt của chương trình để vuốt những logo của mái ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ ủng hộ đội chơi cuối cùng, đó là đội của gia đình em Trọng. Bây giờ thì xin mời Trọng kiểm tra đồng hồ. Số mấy con? Dạ, không không. Số mấy? 0-0-0. Zero, rồi. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, vẫn còn sung sức lắm. Quan trọng là chúng ta làm nổ hết bong bóng đây là xong. Cố lên. Hay quá Vân Trang. Hay quá. Được rồi. Được hai cái bong bóng rồi, còn rất nhiều bong bóng nữa. Dẹp luôn. Ba cái. Cố lên. Hay lắm. Cố lên. Còn hay lắm. Cố lên. Cố lên. Ê. Hay quá. Hay lắm, còn 5 cái. Những nỗ lực cuối cùng, những cố gắng cuối cùng của đội em Trọng. Hay quá, còn 4 cái. Ráng lên. Còn 3 cái. Hay quá. Hay quá sân thạch. Bước lên một bước luôn. Cái cuối cùng. Nhanh lên. Cái cuối cùng. Ráng đi. À. Ráng. À. Quỳ tay luôn. Thưa quý vị, cuối cùng thì những nỗ lực cố gắng cũng đã đền bù xứng đáng và tất cả bong bóng đã hết rồi quý vị. Bây giờ thì ta bắt đầu công bố kết quả của ba đội ngày hôm nay với mái ấm gia đình Việt. Xin mời cả ba đội. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.